Thanh Lý một cái súp mà rất là đẹp nha, giấu mấy bữa rồi không có nở thanh lý mà thôi, cuối cùng thì cũng chặt kho mình thanh lý luôn. Model của nó là Tedis SBR-22SA. Thì cái súp này bát của nó là 20 cm, tại vì em nhìn phía ngoài em đo vậy là được 20 nè. Nè, có thể bự hơn 20 thì để găng tay đi, em chịu để găng đo găng tay giùm. Nó canh thấy không? Rồi, bát nó có thể là 20 hoặc hơn 20 nha. Rồi, ngoại hình rất là đẹp. Cao của nó là 65 cm, chiều ngang là 32 cm. Em quay xung quanh giùm chị. Rất đẹp. Cái này là súp hơi nha. Cái này là súp hơi, không phải súp điện. Mà em không biết sao xài luôn á. Cái này là em bán mù, bán giá không chạy. Về các anh tự nghiên cứu lấy củ lo bát ở trong cái súp ra hoặc là làm gì đó làm. Rất là nặng, cực kỳ nặng, rất nặng nha, tầm 10 đến 15 kg, có thể hơn không chừng. Rất là to. Cái này mình có thể để dành ghép mấy dàn karaoke được, vì nó là súp hơi. Nhưng mà em không có biết cách hoạt động mà. Giá bán là giá mù nha, đừng có nói về xài không được, chết tội nghiệp em. Phía trên của nó như vậy. Đó, phía trên có nó như vậy. Em sẽ quay mặt sau luôn nha. Mình quay lại một lần nữa mặt sau. Rất là nặng, xây cũng rất là cực khổ, các anh thấy không? Đây, đẹp, xuất sắc, góc cạnh khỏi chơi. Cái này mình có thể để nằm, để đứng được luôn nha. Tại vì ở đây nó lót nè. Nó lót cho mình để nằm nè. Để nằm xuống. Đây, em sẽ để nằm cho các anh xem nha. Đây, các anh thấy không? Đó. Bây giờ mình xây màn hình camera nha. Đó. Để nằm, để đứng gì cũng được hết. Rất là to, 65 cm chiều cao. Logo nổi của Technip rất là đẹp. Em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện nha. Các anh nhận hàng tại nhà. Cái súp này em thanh lý giá là 1,5 triệu. Bán mù nha, về các anh tự xử lý. Súp hơi mà em bán hàng Nhật á, toàn là súp điện, mấy ghim điện xài. Súp hơi biết đường đâu mà test. Tại vì súp hơi là cần một cái âm ly thật là của dân dụng thật là to, nó gịch cái súp hơi mới được. Còn bây giờ em bán dàn bộ nhỏ nhỏ không à, không có biết đường test đâu nha. Thấy đẹp quá mấy ngày định giấu lên mà thôi, thanh lý luôn. Thanh lý giá 1,5 triệu là giá lỗ nha. Nên các anh nào mua hàng thì cứ 1,5 triệu em ship hàng cho mình. Số điện thoại cửa hàng em là 0931008099. Các anh gọi đến số này để em gửi hình ảnh chi tiết và chốt hàng cho mình qua Zalo, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp để chốt hàng cũng được. Các anh nào mua hàng thì cứ gọi đến cho em xin địa chỉ và chuyển khoản giúp em 1,5 triệu, em sẽ ship hàng tận nhà cho mình nha. Bây giờ em xin kết thúc clip test.